Đây là cây nho thân gỗ rất là lạc nha, nhưng mà trồng ở Sài Gòn nha mọi người. Đây trái đây. Trái này. Đó. Nho thân gỗ. Đây, trên đây có trái nữa nè. Trái ngọt thơm. Có hai cây. Đây. Cây bên đây thì có bông. Cây bên này đang có bông nha. Đây bông nó bông nó đu vô cái thân nè. Nhiều lắm. Quá trời bông luôn. Trái nè. Cái nó to nhất là bằng ngón tay. Cây này bông rất là nhiều. Đây nè mọi người, đây là cái nho thân gỗ hôm bữa mình quay bông nè. Này nó có trái, nó chín đen thù lùi luôn rồi. Mà này là ăn được rồi nè. Ăn được chưa? Thấy còn nâu nâu à. Chưa đen. Này. Ghê không? Đeo chùm chùm nè. Đó. Nho thân gỗ. Quá trời. Thì mình xin chủ nhà mình ăn trái nha, cho mọi người thấy nha. Ăn bình thường nha. Nước vỏ bỏ hộp. Đây. Giờ hai trái nào bự bự. Đây trái đây đi. Đây, mình ăn nha. Ăn cho mọi người thấy nha. Quá ngọt rồi. Ngọt ngay luôn. Một trái có hai hộp. Chua chua ngọt ngọt. Chua chua ngọt bà chủ. Đúng rồi, chín đen ngọt dữ lắm. Để kiếm trái nào đen đen rồi. Ok. Có tiền mua bia nhậu. Trái này đi. À, cho xin trái này ha. Hai trái này. Ok. Ok. Giờ mình thưởng thức xong rồi mình xin trái này đem về cho vợ ăn thử. Rồi được rồi. Cảm ơn bà chủ nhà nha. Mới qua bà chị hàng xóm xin cái nho thân gỗ nè. Mới ăn xong rồi giờ ăn thử rồi, vợ ăn thử coi. Không hả? Em ăn rồi, anh Thông hỏi không Thông à. Ăn thử. À Thông hả? Thông chưa ăn phải không? Không, nho thân gỗ nó mọc ở trong cái cây đó nha. Nè ăn thử đi. Ở đâu vậy? Bên hàng xóm. À, cái này là cái Hồng Quân. Nho thân gỗ. Chứ không phải Hồng Quân. Gì Hồng Quân mà... Ăn thơm thơm. Ăn sao? Rồi, ăn rồi, ăn đi. Có hai hộp, bỏ hộp ra. Sao? Gây không? Tiếp bơi. Rồi không? Đâu tiếng ăn đá luôn bà con. Có cái gì? Ngon lắm. Ở bển kìa. Anh đang qua bển nhìn cái cây thơm mê. Cái cây nó ở đâu vậy?